Okay. Thì ông muốn xem đằng sau thì vào mà xem. Cần phải đi không? Khi dạy ở trên thực phẩm thì nó có dạy học sinh nó có khó dạy theo đúng không? Hello Hà Liên. Em chào chị Hà Liên nha. Tóc đẹp không chị ơi? Chào ba người đang xem. Em chào bốn người đang xem nha. Tóc đẹp không mọi người ơi? Ghê bình thường chị ơi. Em chào Hà Nguyễn. Em chào Đức Hoàng Dương. Chào Vũ Huệ. Em chào Nick Vi Phúc. Em chào ba người đang xem. Mọi người tranh thủ đi làm tóc đẹp đi để đón xuân nào. Ừ.
học bay chưa? Bay tung trời. Đây không phải là sợ tóc đẹp. Cảm ơn chị Hà Nguyễn. Có bộ tóc đẹp. Chị Hà Nguyễn và tóc tô thế. Hả? Chị Hà Nguyễn. Hà Nguyễn à? Hà Nguyễn. Được thôi, chị bảo đẹp thế. Em cảm ơn chị nha. Hello bốn người. Chị gái mặt xinh tóc cũng đẹp thế này, Tết ai nhìn. Ok cho mọi người. Wow. Đúng rồi, bảo không đẹp. Không giống gì nha. Đâu phải ai cũng áp dụng được. Chị ơi, em thật lắm. Đấy. Này, thằng con rồi. Vâng, em chào 3K anh em đang xem. Bây giờ xuống 2K rồi. Giật mình cứ kiểu tưởng như là chị đang lo sợ điều gì ấy. Vâng, em chào 5K anh em đang xem. Tóc này uốn 2 tiếng nha mọi người nhé. Chị em nào mà có bộ tóc đẹp nhất thì uốn 2 tiếng. Ninh Nguyễn Lý hỏi kiểu tóc đang làm bao nhiêu tiền cháu ơi. Kiểu tóc này 600 nghìn ạ. Báo giá luôn. Rẻ thôi mà cô ơi. Cô làm bộ tóc này bằng cô đi ăn một bữa thôi. Cô chơi 6-7 tháng luôn. Chị Hà Nguyễn bảo đẹp rồi, vò đầu thiên hạ vừa thôi. Vâng, vâng, thế thôi em xin phép chị em tắt live stream nhé. À chị Hằng à, ôi chào tưởng ai. Ở đây là chị Hằng nhà mình. Em chào tất cả các chị em đang xem live stream nhé, em tắt live stream cho chị về đi, chị đói quá rồi. Bắt chị ngồi đây 2 tiếng đồng hồ rồi nhà, giờ chị đói quá. Tí nữa đến siêu phẩm này em lại livestream tiếp cho mọi người chiêm ngưỡng nhé.